Giá gia cầm hôm nay ngày 16 tháng 3 năm 2023, giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, người nuôi đối diện thua lỗ, giá gà, vịt tại các trại cụ thể như sau. Giá gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Bắc giao động trong khoảng 33.000 đến 33.800 đồng mỗi kg, gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Trung giao động trong khoảng 33.000 đến 33.800 đồng mỗi kg, gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Đông giao động trong khoảng 33.000 đến 3. 63.800 đồng mỗi kg, gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Tây giao động trong khoảng 34.000 đến 34.800 đồng mỗi kg, gà thịt công nghiệp, miền Bắc giao động trong khoảng 29.300 đến 30.000 đồng mỗi kg, gà thịt công nghiệp, miền Trung giao động trong khoảng 22.000 đến 22.600 đồng mỗi kg, gà thịt công nghiệp, miền Đông giao động trong khoảng 21.000 đến 21.600 đồng mỗi kg, gà thịt công nghiệp miền Tây giao động trong khoảng 22.000 đến 22.200 đồng mỗi kg. Giá gà con giống lông màu, miền Bắc là 7.500 đồng đến 8.000 đồng một con một ngày tuổi, gà con giống lông màu, miền Trung là 8.000 đồng đến 9.000 đồng một con một ngày tuổi, gà con giống lông màu, miền Đông là 7.500 đồng đến 8.000 đồng một con một ngày tuổi, gà con giống lông màu. Miền Tây là 8.000 đồng đến 9.000 đồng một con một ngày tuổi. Giá vịt thịt super em miền Đông giao động trong khoảng 41.000 đến 42.000 đồng mỗi kg, giá vịt thịt di màu, miền Đông giao động trong khoảng 43.000 đến 44.000 đồng mỗi kg. Giá vịt giống Super Em là 11.000 đến 12.000 đồng một con một ngày tuổi, vịt giống bố mẹ từ 45.000 đến 55.000 đồng mỗi kg. Bên cạnh đó, giá trứng gà trắng và trứng gà đỏ theo ghi nhận mới nhất cũng không thay đổi nhiều, giao động từ 1.800 cho đến 2.100 đồng mỗi quả. Trứng vịt dao động từ 2.200 cho đến 2.300 đồng mỗi quả, giá bán tại các chợ đầu mối cụ thể như sau. Giá gà hôm nay nhìn chung giảm nhẹ so với hôm qua tại một số nơi, cụ thể, tại Nghệ An, giá gà mía giảm nhẹ 1.000 đồng mỗi kg, giữ giá bán 72.000 đồng mỗi kg. Trong khi giá gà Minh dư tại Đà Lạt giảm từ 54.000 đồng mỗi kg xuống còn 53.000 đồng mỗi kg thì đồng nai lại tăng từ 51.000 đồng mỗi kg lên 53.000 đồng mỗi kg. Hôm nay, giá gà nòi tại Cần Thơ tiếp tục giảm thêm 3.000 đồng mỗi kg, bám mốc 67.000 đồng mỗi kg. Theo ghi nhận mới nhất, giá vịt hôm nay tăng nhẹ từ 1.000 đến 4.000 đồng mỗi kg tại một số tỉnh, thành phố, đặc biệt là phía Nam. Cụ thể Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay có giá vịt là 51.000 đồng mỗi kg, tăng 2.000 đồng mỗi kg. Đồng Nai là địa phương có mức chênh lệch so với hôm qua cao nhất, 4.000 đồng mỗi kg, giữ mức 53.000 đồng mỗi kg hôm nay. Giá vịt Cần Thơ theo ghi nhận mới nhất là 53.000 đồng mỗi kg, tăng 3.000 đồng mỗi kg so với hôm qua. Ngoài ra, tỉnh Phú Thọ hôm nay cũng có giá vịt tăng nhẹ 1.000 đồng mỗi kg, tiếp tục duy trì biểu đồ đi ngang, giá trứng gà hôm nay bình ổn có mức thấp ở các địa phương. Mặt hàng trứng gà trắng giao động trong khoảng từ 1.600 đến 2.000 đồng mỗi kg với Cần Thơ, Bến Tre, Nghệ An là những nơi có giá bán cao nhất. Trong khi đó, trứng gà đỏ có giá bán từ 1.800 đến 2.000 đồng mỗi kg. Đồng Nai và Bình Định là địa phương giữ giá bán cao nhất. Giá thành sản xuất tăng cao, trong khi giá bán giảm mạnh và kéo dài thời gian qua đang khiến người chăn nuôi heo, gà điêu đứng vì thua lỗ nặng nề, giá bán quá thấp. Theo ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, đến thời điểm này, giá heo hơi trên địa bàn tỉnh ở mức dưới 50.000 đồng mỗi kg, chỉ có heo tuyển loại một mới có giá 52.000 đồng mỗi kg. Trong khi đó, theo tính toán của Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, giá thành nuôi heo hiện từ 58.000 đến 62.000 đồng mỗi kg. Còn nhận định từ một doanh nhân trong ngành chăn nuôi, trong trường hợp chăn nuôi thực hiện tốt, an toàn sinh học, không để xảy ra dịch bệnh, Giá thành nuôi heo ở các doanh nghiệp hiện từ 50.000 đến 52.000 đồng mỗi kg, các trang trại từ 54.000 đến 55.000 đồng mỗi kg. Như vậy, từ các nguồn thông tin trên, rõ ràng người nuôi heo ở Đồng Nai đang bị lỗ nặng, nhất là chăn nuôi nhỏ lẻ, chăn nuôi gia cầm hiện cũng đang thua lỗ không kém. Ông Dương Anh Tuấn, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn chăn nuôi Bình Minh, Đồng Nai cho biết, từ 15 ngày trước Tết Nguyên đán 2023 tới thời điểm hiện nay Giá xác cầm luôn luôn ở trạng thái thấp hơn giá thành. Giá xuất chuồng gà trắng chỉ từ 20.000 đến 23.000 đồng mỗi kg, thậm chí có thời điểm chỉ còn 15.000 đồng mỗi kg, trong khi đó, giá thành sản xuất từ 30.000 đến 32.000 đồng mỗi kg. Cũng trong thời gian trên, giá xuất chuồng gà lông màu từ 33.000 đến 37.000 đồng mỗi kg, trong khi giá thành từ 39.000 đến 43.000 đồng mỗi kg. Vì sao giá heo gia cầm giảm mạnh. Ông Nguyễn Kim đoán cho rằng với ngành heo, cung đang vượt cầu do trong thời gian qua các doanh nghiệp đầu tư mạnh vào chăn nuôi heo. Thông tin từ cục chăn nuôi cho hay, vào thời điểm tháng 12 năm 2022, tổng đàn heo cả nước khoảng 26 triệu con, chưa bao gồm lợn con theo mẹ, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2021. Riêng ở 16 doanh nghiệp chăn nuôi lớn hiện đang duy trì đàn heo trên 6 triệu con cũng đến tháng 12 năm 2022, tổng đàn gia cầm cả nước khoảng 551 triệu con, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2021. Trong khi đàn heo tăng mạnh, đàn gia cầm cũng tăng, nhu cầu tiêu thụ những mặt hàng này lại giảm mạnh do ảnh hưởng từ khó khăn kinh tế khiến người tiêu dùng giảm chi tiêu, tiêu thụ thịt heo, thịt gà ở các khu công nghiệp, bếp ăn tập thể giảm do nhiều công ty cắt giảm lao động vì thiếu đơn hàng. Ông Dương Anh Tuấn ước tính sức mua các sản phẩm gia cầm hiện giảm khoảng 30% so với trước đây. Sự suy thoái tiêu dùng trên thị trường diễn ra rất nhanh trong khi sự điều chỉnh tổng đàn phải cần thời gian từ 3 đến 9 tháng tùy theo vật nuôi, dẫn đến tình trạng nhiều sản phẩm chăn nuôi hiện đang bị dư thừa. Giá thành sản xuất tăng mạnh trong thời gian do giá thức ăn chăn nuôi tăng quá cao cũng đang gây khó khăn lớn cho ngành chăn nuôi. Theo ông Dương Anh Tuấn, trong những năm qua, giá các nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi tăng cao từ 30 đến 40% cá biệt có những loại nguyên liệu tăng tới 70 đến 80%, khiến cho giá thức ăn gia cầm tăng từ 30 đến 40%. Thông tin từ cục chăn nuôi cho thấy, tính bình quân năm 2022, giá các loại nguyên liệu thức ăn chăn nuôi đều tăng so với cùng kỳ năm 2021, với mức tăng từ 7 đến 27%, trong đó tăng mạnh nhất là các nguyên liệu thuộc nhóm ngũ cốc, cám gạo tăng 20 7,2%. Giá nguyên liệu nhập khẩu tăng có nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là do dịch bệnh COVID-19 làm đứt gãy chuỗi cung ứng, sản lượng giảm, cước vận chuyển tăng tới 300%, xung đột Nga, Ukraine. Bên cạnh đó còn có một số nguyên nhân như một số quỹ đầu tư lớn trên thế giới chuyển sang đầu cơ nguyên liệu, Trung Quốc tăng mua nguyên liệu để khôi phục chăn nuôi trong nước, Mỹ tăng sản xuất sang sinh học từ ngũ cốc, hạn hán ở các nước xuất khẩu nông sản lớn, lệnh hạn chế, cấm sản xuất nông sản tại các nước trước huy cơ mất an ninh lương thực trên toàn cầu, Ấn Độ, Indonesia, Argentina, lạm phát toàn cầu làm tăng giá đồng tiền ngoại tệ. Giá nguyên liệu tăng nên giá thức ăn chăn nuôi thành phẩm trung bình năm 2022 ở Việt Nam đều tăng so với cùng kỳ năm 2021. Cụ thể, thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn thịt từ 60 kg đến suất chuồng khoảng tăng 14,5%, thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho cả thịt lông màu tăng 12,8%. Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho cả thịt lông trắng tăng 14,2%, khó khăn chung trên toàn cầu. Khó khăn về đầu ra của ngành chăn nuôi hiện nay cũng là khó khăn chung của chăn nuôi toàn cầu khi tình trạng lạm phát, khó khăn về kinh tế đã khiến cho nhiều người lao động mất việc làm, người tiêu dùng buộc phải giảm chi tiêu. Theo Cục xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, đầu năm 2023, ngành chăn nuôi heo toàn cầu vẫn đối mặt với hàng loạt bất ổn khi sự chậm lại của nhiều nền kinh tế lớn gây áp lực lên nhu cầu làm gia tăng sự không chắc chắn và biến động. Giá thịt heo trên thế giới giảm nhẹ do nguồn cung heo sẵn sàng cho giết mổ dồi dào, đặc biệt là ở Brazil và Mỹ, trong khi nhập khẩu thịt của Trung Quốc trong dịp Tết nguyên đán thấp hơn dự kiến. Tại Trung Quốc, mức tiêu thụ thịt heo suy giảm và quá trình trở lại trạng thái bình thường có thể mất tới 6 tháng. Trong khi đó, sản lượng thịt heo của nước này trong năm 2022 đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2014. Do giá tăng trong mùa hè đã khuyến khích nông dân vụ béo heo nhiều hơn bình thường. Để cân bằng lại cung cầu, trong tháng 1 năm 2023, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc đã phải kêu gọi nông dân giảm sản lượng thịt heo dư thừa. Ngày 6 tháng 2 năm 2023, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc, NDRC đã phải đưa ra cảnh báo sớm về giá thịt heo trong nước khi tỷ lệ giá giữa thịt heo và lương thực trên toàn quốc là 4,96. 1 cắn mốc báo động cấp cao nhất về tình trạng giảm giá quá mức mà nước này đề ra. Ông Dương Tất Thắng, cục trưởng cục chăn nuôi cho biết, vừa qua, giá heo hơi ở Trung Quốc đã xuống rất thấp, nơi cao nhất chỉ có 53.000 đồng mỗi kg. Mấy ngày gần đây, giá heo hơi ở Trung Quốc đã nhích lên một chút nhưng vẫn ở mức thấp, từ 55.000 đến 58.000 đồng mỗi kg, ở những nước xuất khẩu thịt heo hàng đầu thế giới như Mỹ, Brazil Giá heo hơi đã giảm rất mạnh từ 45.000 đồng mỗi kg xuống còn 34.500 đồng mỗi kg. Giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trên thị trường thế giới từ tháng 10 năm 2020 liên tục tăng, nhưng đầu năm nay đã giảm xuống và hiện ở mức thấp nhất trong 19 tháng. Sàn giao dịch Chicago, Mỹ dự báo trong năm nay giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi thế giới sẽ giảm khoảng 14-15% so với năm 2022.